Với Đạt là vui không chú? Thoải mái. Nghe hả? Chú làm thợ là năm nay là bao nhiêu, làm phụ là năm nay bao nhiêu năm rồi? Cũng 2-3 năm rồi. Chú vào 2-3 năm hả? Còn đi theo Đạt là làm bao nhiêu năm rồi? Mấy tháng này. Mấy tháng này hả? À. Cắt mấy gai này tháng xong rồi. Nửa tháng hả? Mấy gai không ngừng á, mà không làm cắt mấy gai. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và phía sau lưng đây đó chính là vật dụng trong nhà của hai mẹ con bé Oanh, cô bé Bác Hoài 8 tuổi cô bác quý anh chị. Lý do là có vật dụng ở đây á là cách đây vài ngày thì Bùi Hồ cùng với anh Nguyễn An Giang đã có nhờ Đạt xây một cái căn nhà cho gia đình của hai mẹ con để có một cái nơi ở mới. Và những cái đống vật dụng này là do cái ngày khởi công á, xây dựng rồi mới dời đồ qua ra ngoài này và trùm những cái chăn mũ như thế này đây. Và hai mẹ con thì tạm thời sống với những cái ngày cặp mấy hiên của nhà của cô bác ở đây để chờ cái canh giữ đồ đây nè, đang chờ cái ngày vô nhà mới luôn. Thì đồ cũng khá là nhiều, nghe Đạt chia sẻ nói là đồ khá là nhiều. Và anh Nguyễn cũng khá là cực khổ anh Nguyễn ha, vận chuyển đường cũng khá là xa. Hai mẹ con này cũng có nơi ở chỗ này rồi, được mọi người ở đây người ta cũng rất là thương. Thì bây giờ để tìm hiểu xây nhà như thế nào cũng như là cuộc sống hai mẹ con những cái ngày này như thế nào, mời cô bác anh chị theo Bùi Hồ lại đây gặp hai mẹ con của chị ha. Chào con, chào chị. Rồi sao rồi, hổm gài là được mấy ngày rồi chị? Mấy ngày ở ngoài chỗ này rồi? Không nhớ nữa, con nhớ không? Mấy ngày anh Nguyễn? 3 ngày đúng không? 3 ngày rồi. Tối thì chị với bé Oanh ngủ ở đâu và ăn uống như thế nào? Dạ ngủ dở nhà có chú về. Dạ con không biết. Thôi cô Trang ra cho khỏe chị. Ở nhà cặp mấy hiên nhà này ha. Nhà này. Dạ rồi dân mùng sao? Dân mùng lên, anh này đưa hai cái quạt. Ừ. Hai cái quạt điện lõn đây đưa xuống quạt. À. Ngủ đây nè. Rồi ăn uống sao chị? Lên. Mua. À. Ngày mua 2 cỡ. Là ngày ăn uống khoảng nhiêu tiền? Nhiều ạ. 4 lần cơm con mua nhiêu? Dạ 15-20. Đúng. Sao mấy ngày nay con nói chuyện nhỏ xíu ở quanh? Dạ. Có bơ gì không? Không. Dạ hả? Dạ. Rồi sao ngủ ngoài này có bị mưa tạt dữ không? Có cái bữa tối bữa nay là có mưa thôi, với bữa nay thôi chứ hai bữa trước không có mưa. Ừ. Rồi mưa rồi sao hai mẹ con làm gì? Dạ hai mẹ con kiếm chỗ trốn. Trốn hả? Dạ. Rồi sao kiếm đôi chỗ trốn được? Dạ con bác á mở cái này ra, hai mẹ con ngồi ở đây. Ôi trời ơi. Rồi không sợ hả? Dạ. Ngủ ở đây này có sợ không chị? Không, nhà này an toàn lắm. Dạ. Chính quyền địa phương không à. An toàn. À. Cái khó khăn nhất ở ngoài này là gì? Chú kêu vô trong nhà nhưng mà tại vì á chị sợ mắc đồ bán chị không vô. Chứ chú với chị kêu vô đây nè. Ừ. Nhưng mà chị nói là cảm ơn nhưng mà ngồi ở ngoài này đặng mình dòm ngó đồ tối hết tới sáng luôn. Ừ. Sức khỏe của chị sao rồi? Rất yếu. Rất yếu hả? Mấy ngày nay ăn uống gì được không? Tì không, ăn không được nửa chén nữa. Ăn được một chén cũng mừng, nó không được nửa chén nữa. Này chú thấy tiều tị không? Mà sao hôm nay em thấy chị khác nghe, thấy chị hơi bần thần sao á? Thì đâu có ngủ ghê đâu, thức sáng đi mà chú. Rồi việc tắm rửa hai mẹ con sao? Thì vô nhà chị đó, tắm nhà vệ sinh chưa đập mà. Nhà chị có vệ sinh đó thì vô đó tắm. Rồi mấy Oanh ở với mẹ ngoài này mình là buồn sợ gì mưa gió gì rồi có sợ gì không? Dạ con sợ mưa thôi chứ nắng thì con vui. Hai mẹ con quá tiều tị luôn hả? À. Tại sao thấy bé Oanh cũng mấy ngày nay thấy sao á? Bị sốt chứ rồi. Sốt hả chị? Có uống thuốc gì chưa? Có. Sao mà thấy cái mặt bữa nay bần thần mà đen ra ghê á? Có gì không? Có gì khó khăn không? Nói với chú đi. Dạ, con không biết. Cái giọng của con bị khan tiếng gì đúng không? Dạ. À, anh Nguyễn thấy mấy ngày nay nó khác không? Mấy ngày trước nhiều không? Khác hả? Ờ. Cố gắng lên nghe. Có bệnh gì không Oanh? Dạ, con bị sốt.
bị sốt nói chuyện không nổi á. Nhưng mẹ có mua dừa cho con uống rồi đó. Nhưng mà con tối con có ngủ được không? Được. À. Không. Nói đàng hoàng xíu à. Có nghĩa là bây giờ giờ ra đây đó, mưa gió rồi ngủ ở dưới đất này nè, trải chiếu ngủ hả chị? Đâu, cái miếng kia với hai cái nệm chồng lên. À, thì ẩm thấp anh quý. Ẩm thấp thì thành nữ là sức khỏe của bé Oanh á thì nó không có thích nghi được với điều kiện. Nói là bị sốt, phải có tiền mua thuốc uống gì không chị? Có, chị có mua cho nó. Hiện nay chị còn ở trong mình nhiều tiền không? Chị được mấy vòng vòng cô chú cho cũng được 2 triệu mấy. Không gà sai cô. 1 triệu, với ban cho 1 triệu. Rồi mấy cô mấy chú kia người 100, 50, 30, 70 gì có hết. Vậy là trong mình từ còn... lúc ra đây được 2 triệu mấy. Trong mình còn được 2 triệu mấy. Vậy là cũng có được. Tiền ăn rồi với cà phê cho thợ nó đưa hết, đưa trước tiền cà phê cho thợ ngày 3 cử nữa đó. À, vậy là thợ uống cà phê mình hỗ trợ thợ uống cà phê. Chứ người ta mặn không cho người ta uống sao được. Ở đây em để lát nữa em nói Đạt cho. Đạt để mai mốt chị mẹ con lu bu rồi. Đạt nó nói kêu chị khỏi làm để cho sợ chị cực. Được có chị kêu cà phê người ta bưng vô mà. Chị đâu có làm, mua của người ta. Một ly là nhiêu chị? Chị đưa trước 300 chưa tính tiền nữa. Cho chủ quán ha. Chị ứng cho người ta 300 rồi chừng nữa. Uống nhiêu người ta ghi sổ người ta tính tiền. À. Chạy lại hỏi đi con. Không ấy đâu. Để nữa em nói Đạt gửi lại cho. Thôi, để tạm thời chị cho uống nó đó. Chị mua cho uống ha, không có lấy tiền. Cái đó là chị không, chị nói đàng hoàng mua cho mấy chú uống, chị không có lấy tiền. Cái tiền đâu chị có không mua? Thì trả rồi đó mấy chú để cho mà. Đây cù lũ nè, người ta có lướt mình ta cho rồi. Anh Nguyễn, anh công bố hiện nay là mình được bao nhiêu tiền anh Nguyễn? Giữ hiện tại là 74.170.000. À, Đạt nó chia sẻ các căn nhà trọn vẹn cho bé Oanh đó là 75 triệu. Hôm trước là 64.170.000. Thì nghe anh nói là có một mạnh thường quân mới tài trợ được thêm 10 triệu nữa là 74.170.000. Thì hôm nay qua thăm lại hoàn cảnh của hai mẹ con nè. Nghe nói hai mẹ con ngủ cũng cảnh là màn trời chiếu đất, nhưng mà được bà con ở đây ta thương thì người ta cho ở nhờ ké mấy hiên này kia để coi giữ luôn. Chứ thật ra thì ở trọ thì nó bất tiện lắm, không có ở trọ được. Một là không giữ được đồ đúng không? Hai là không người xa chỗ này nữa, không có giữ gạch cát đá đâu được. Cô chú kêu vô đây ngủ, nhưng mà có cái là chị coi chừng đồ, chị không có vô. Con bưng vô trong đó con. Rồi vậy nè, hôm nay em đến đây em thay mặt cho một cái chị giấu tên ở quận Phú Nhuận của thành phố Hồ Chí Minh gửi thêm 1 triệu cho gia đình của mình. Ha. Em cảm ơn chị ở Phú Nhuận cho em một giúp đỡ cho em 1 triệu. Em chân thành cảm ơn chị. Em cảm ơn mạnh thường quân trong nước và ngoài nước thời gian qua để giúp đỡ cho con. Con xin thành cảm ơn cô chú anh chị. Con chúc cho cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Con thì chúc cho cô ở Phú Thuận á nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống, làm ăn phát tài phát đạt, trẻ mãi không già. Thôi thì bây giờ chị nữa mình sẽ gom lại đừng nữa để cắt nhà xong cái mình sẽ mua thêm cho cô chú cái phần nào cho nhà chị cái phần nào ha. Gỡ cho anh Nguyễn luôn hả? Ừ, chị gỡ luôn đó. Nè anh Nguyễn giữ luôn đi. Hiện tại anh chịu là 75 triệu. Vậy là anh Nguyễn tạm thời là giữ là tổng số tiền là 75.170.000. Vậy gỡ cho anh Nguyễn giữ đó luôn đi ha chị ha. Ừ. Rồi chị hai mẹ con á thì giữ trong tiền ở ngủ ngoài này nè. Tiền giữ trong mình cẩn thận nha. Ở đây thì nhưng không tiền cũng đủ chị mua thuốc uống đó chú Hồ ơi. Tại dạ, chị không có than không dạ. Thở thôi chị, có nghĩa là chị... đừng có giữ nhiều quá nó nguy hiểm lắm. Dạ dạ. Cái tiền mà cô chú đưa là chị gửi cho chú Nguyễn hết trơn, chị đâu có lấy dạ. Đâu có dạ. Mấy chú cô gần đây là để cho sở. Chị ăn uống dạ. Với dạ. Chị bệnh đau là chị mua thuốc chị uống á. Chị chưa bị phục hồi mà dạ. Dạ, chị dạ. Bị nè cũng nhìn bị mủ bị máu đó, nhưng mà chị không có nói nhiều, chị nói dạ, chi dạ. Là mình bớt lại thôi, chứ cái gì mình phải bệnh đau thì ai cũng bệnh, nhưng mà mình gán dèm ném mình lại, chứ cái gì mình cũng nói hoài sao được. Thôi thì anh Nguyễn ở đây giống như là một người đại diện cho hai mẹ con gia đình của bé Oanh á. Tạm thời thì anh giữ tiền thì cũng thường xuyên xuống coi Đạt các nhà như thế nào, tiến độ thợ thầy như thế nào, rồi hướng dẫn Đạt đi ăn cơm trưa rồi đó. Nên là nữ là cũng rất là cực cho anh Nguyễn.
Thì sau này anh Nguyễn khỏi đi chừng nữa chị dạ, điện là ở đây người ta đem lại cơm ngon không mà. Không, để cho Đạt tự đi ăn cơm nóng chị. Dạ. Cơm nóng luôn á, ngon lắm. Dạ, để cho Đạt tự đi ăn đi. Thôi nữa cô bác quý anh chị mà có xem về cái hành trình mà cắt nhà của anh Nguyễn cho bé Oanh, anh cắt nhà cho bé Oanh thì anh Nguyễn sẽ thường xuyên cập nhật về cái nhà nó xây đến tiến độ đâu cho cô bác quý anh chị thấy. Ha. Thì Đạt nhận cắt toàn bộ chi phí là 75 triệu. Thì hiện nay là đã 70 được 75 triệu 170 ngàn đúng không anh? Và Đạt đã ứng hết bao nhiêu anh? 40. Đạt đã ứng hết 40 triệu đúng không? Thì đặng mà mua vật tư đồ gì thì thôi bây giờ mấy anh em mình đi vô đó cái đi ha. Rồi thôi hai mấy con nghỉ ngơi đi. Dạ. Nửa cái văn cái võng gì đó nghỉ ngơi cho khỏe. Có anh chị văn hoài gì đưa quạt ra em sợ đi mắt tôi không phiền. Dạ. Để hai cái quạt ra luôn á. Cái đoạn đường mà vận chuyển đồ ra đây nè, hôm đó là Đạt phải mướn một người thợ như vậy á là 500 ngàn, mướn 5 người đúng không anh Nguyễn? 4 người với lại Đạt là chuyển một ngày ra đây đó, thì Đạt bao luôn cái phần đó luôn, kêu vật tư rồi xong hết à. Kêu gặp rồi vật tư để mà trước nó cũng ổn ha anh ha. Có gặp khó khăn gì không anh Nguyễn? Không, cũng cầm cái miếng đó bình thường. Dạ. Cũng được bà con người ta cũng hỗ trợ phần để vật tư cũng dễ. Đây là chuyển gạch vô hết ha. Chứ trong hẻm nó rất là nhỏ, nhà của chị chắc rất là hẹp, đâu có để đồ được đâu. Dạ. Nói chung là làm gì này thì cũng cực nè, có nghĩa là chuyển đồ thợ chuyển đồ vô cũng tốn thời gian lắm. Cắt đá đây thì hôm trước là Đạt là lấy gạch bao nhiêu một viên anh Nguyễn? Ngàn mấy đúng không? Ngàn tư. Cái gì cũng nói chung là mọi vật nó đều lên giá hết, tại giờ thành phố nó khác hơn cái giá ở quê. Dạ. Đây cô bác quý anh chị, anh thợ anh đang là anh phụ anh đang chuyển gạch vô. Đẩy gạch từ ngoài kia vô đây rất giả ghê á, cái đường cũng khá là hẹp luôn. Cái này là trước là bao nhiêu viên gạch Đạt? 2000 mấy hả chú? 2000. Làm ở đây á thì có hai anh thợ, một anh phụ là ba người. Đạt thì hiện nay có mướn nhà trọ cho chú này lớn tuổi nè, ngủ ở bên đây luôn. Nhiêu đêm anh Nguyễn? Đó là mướn tháng luôn rồi. Tháng nhiêu ngàn tháng? Chung là mình muốn nó tiện hơn anh chú giàu đó. Dạ. Chú cũng lớn tuổi, chú ở đây cho nó thoải mái hơn. Tới đó mình trả anh ta. Chứ mình mướn theo nhà nghỉ theo cái ngày đó, nói chung là nó tốn tiền lắm. Có nghĩa là chú giàu năm nay là bao nhiêu rồi chú? 50 hả? Dạ. Là qua đây làm thấy khỏe hơn bên mình không? Thoải mái hả? Cái nhà của này cô bác của anh chị cũng khá là hẹp nên việc vận chuyển đồ cũng khá là khó khăn. Và thợ qua đây làm á thì cô bác của anh chị cũng biết là thợ làm ở bên quê á thì mướn bình thường, nhưng mà đã mướn các anh thợ như thế này nè, anh này là anh Hồ ở quê gần quê Bùi Hồ luôn, thì mướn các anh thợ bên đây thì phải hỗ trợ thêm một ít tiền chi phí, tiền xăng, tiền ăn cơm rồi tiền xăng, tiền đi đứng rồi đó, nên là nữ là chi phí nó cũng hơi cao, mà nếu như mà so với thợ ở ngay tại thành phố Long Xuyên này đó thì đã thấp hơn nhiều, đã thấp hơn cũng khá là nhiều anh Nguyễn hả? Các anh thợ thì vẫn đang tiến hành xây một vách bên đây. Ngày hôm qua thì lễ nên không có nghỉ một ngày. Ngày hôm nay mới làm tiếp. Bữa nay là mới có 2 ngày xây hả Đạt? Cái phần ở dưới này nè cô bác quý anh chị, là Đạt đã làm luôn cái phần đổ bê tông á. Thay vì là sử dụng những cái miếng dán cốt pha thì Đạt nói nó phí mà nó không tốt, nên Đạt là xây gạch tấn ở ngoài và đổ bê tông vô ở trong. Thì để hiểu rõ thêm thì cô bác quý anh chị cũng như có thể coi cái clip của anh Nguyễn An Giang á, là sẽ cập nhật rõ nhất. Sáng là 5 giờ các anh thợ phải qua bên đây. Trưa thì ăn cơm trưa xong là vô làm liền hả Đạt? Chút. Hả? Trưa 1 tiếng hồi mới vô làm. Nhảy 1 tiếng hả? Ăn cơm xong rồi nhảy 1 tiếng là khoảng mấy giờ làm? Mới ngày qua thì 12 giờ, ngày kia 12 với 1 giờ mới làm. 1 giờ thì 5 giờ mới về. Từ mà Đồng Tháp mà qua An Giang là khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, khoảng 1 tiếng 20 phút. Lại qua một cái con phà nữa. Nên thành nữ mọi việc tranh thủ là sáng 5 giờ là các anh thợ đã đi rồi. Đến đây là ăn sáng xong là 7 giờ, ăn sáng bên bển ở đây.
bên đây à, ăn sáng ghẻ không, bên này ghẻ mình bên mình không? Dạ. Đạt thì xây bảo đảm cô bác của anh chị sau khi mà xây căn nhà lên sẽ thấy được cái sự chất lượng và đẹp của căn nhà, không thể nói trước được. À, chú này thì 70 tuổi vẫn qua đây làm hổng gà, mới có mấy ngày mà chú nói sao chạy hết nổi hơn rồi, chạy hết nổi mướn căn nhà nhà trọ chạy chiếu ngủ thôi. Dày dặn rồi ha. À, sắt là một ly mấy đạt? 1.4 ly. À. Làm với Đạt rồi vui không chú? Thoải mái. Nghe hả? Chú làm thợ là năm nay là bao, làm phụ là năm nay bao nhiêu năm rồi? Cũng 2-3 năm. Chú vào 2-3 năm hả? Còn đi theo Đạt là làm bao nhiêu năm rồi? Mấy tháng này. Mấy tháng này hả? Thấy Đạt xây nhà sao chú? Xây đẹp. Đạt thì ở quê làm nhiều lắm, làm nhiều, người ta kêu rất là nhiều cái căn nhà làm không có kịp luôn, nhưng mà dạ làm đẹp mà người ta phái chứ. Dạ chất lượng nữa, rồi người ta kêu dữ lắm, thành nữ là, nhưng mà anh em với nhau thì đặt chính qua đây để làm. Chứ thật ra là tính chi phí thì ăn uống rồi ngủ nghỉ nữa thì cũng làm thợ thì phải có lời, rồi không có lời nhiều lắm. Dạ. Cái nhà này khoảng nếu như mà xây đúng tiến độ mà không mưa gió thì khoảng bao lâu xong Đạt? Cách mấy gang này tháng xong rồi. Nửa tháng hả? Nếu không mấy gang không ngừng á mà hổng làm cách mấy gang. Ừ. Hỏi lấy à, cô bác anh chị có thấy không, khoảng nửa tháng xong. Đạt là hôm trước là anh Nguyễn là gửi cho Đạt là ứng trước 40 triệu đúng không? 40. Ừ. Vậy là còn 35 triệu nữa. Ê Đạt, cà phê đồ chị kêu vô cho mình uống hay sao Đạt? Vậy hả? Đại kệ đó, chị nói để cho chị kêu. Nhưng mà thôi, hôm nào xong nhà để cái mình gửi tiền lại cho chị. Chị nói chị kêu cho miếng làm nhà cho chị mà không có kêu thở uống thì kỳ quá. Nhưng mà có gì mấy anh em mình tính tiếp ha anh Nguyễn ha. Anh Nguyễn có nói là nào với lại tất cả mạnh thường quân kênh em cũng như là khán giả xem kênh em được biết thêm thông tin gì đó Nguyễn? Hôm nay thì cũng có bất ngờ, cái điều khá là bất ngờ về cái dách hai bên nè, cái dách bên đây á. Đó thì cũng dư quan tí cái nhà của chị Hiền, đó cũng nhà chính quyền đó, ta đến đó người ta cũng qua ngày nghỉ lễ đó, có thể người ta dỡ cái này ra. Ừ. Mình mới xây cái cột đứng thẳng lên được. Ừ. Nếu mà mình không có xử lý cái điều này đó, nói chung là phải mất cái phần cắt của chị Hiền. À. Chắc nó đáng đáng ở nhà qua lễ. À. Thông tin với cô bác của anh chị là nhà của chị Hiền với là bé Oanh là cắt là thông qua chính quyền địa phương hết rồi, nên đó là cái điều thuận lợi đầu tiên. Mà nơi của chị Hiền ở thì ngày xưa nơi đây thì nó cũng khá là tâm linh đi xíu, mà hôm mà các anh Nguyễn cũng khấn vái với lại các ông bà ở đây, hôm nay thì cũng như là Bùi Hồ có qua đây đó, thì thay mặt cho các anh em xin phép mấy ông bà ở đây, xin phép các ông bà ở đây cho cái công việc của các anh em được nhiều thuận lợi, cắt đến đâu là thuận lợi đến đó, và đặc biệt sau khi cắt nhà xong á là ăn nên làm ra, sức khỏe luôn dồi dào. Hôm trước là có mằng một con gà hả, nấu cháo gà hả. Thật ra thì tâm linh mà, không tin thì tin, không tin tin bất tin tại tâm của mình mà, nhưng mà dù sao cũng có nhiều cái thế hệ đi trước rồi, nên mình luôn kính nể anh Nguyễn ha. Anh Hồ qua bên đây thì anh xây có thấy khó khăn gì không anh Hồ? Không thấy khó khăn gì đâu. Vậy hả? Anh Hồ anh thích thành phố Long Xuyên lắm. Anh thích đi cho biết. Đi cho biết, anh nói xây ở nhà hoài. Nó còn biết chừng nào mà đi đây đi đó rồi mới biết chứ ta chứ. Nhưng mà dạ, cái chi phí đồ đi vậy thì tốn kém hơn người vợ có nhận không? Đâu có nhận gì đâu. Vậy hả? Nhưng mà đi gì thấy cực không? Có nghĩa là trước đây thì anh làm nó ở gần nhà không à? Đi nó hơi mệt. Vậy hả? Sao à? À. Đây qua đó là tiền xăng chắc cũng khoảng mấy chục ngàn tiền xăng hả ta? Đi dài 50 ngàn tiền xăng. Tiền phà là một xe hả? Rồi qua một cái cầu nữa.
Những cái chiếc phà nữa. Phà nữa. Hai chiếc phà. Đi dài là 10.000 nè. Là phà là 12.000. Cầu 10.000 nữa là 20.000 nữa. 50.000 tiền xăng nữa. Vậy là mỗi một người đi hai người đi chung xe là 70.000. Một ngày 70.000. Còn chú giàu sao? Cho anh Hồ là đi riêng. Đi riêng cũng tốn 70.000, hai ngày cũng hết 140 rồi. Ôi vậy chi phí cũng nhiều dữ ha. Thật ra là anh Nguyễn là rất là thương chị. Thôi thương cô bác quý anh chị. Sẵn hôm nay á là quay về cái thước phim về cắt ngôi nhà của bé Oanh và chị Hiền á. Thì có một cái thông tin như thế này nè cô bác quý anh chị. Lúc mà Bùi Hồ quay bé Oanh lên á thì bé Oanh hôm đó là nói chuyện rất là tình cảm với Bùi Hồ cũng như là anh Nguyễn. Thì cô bác quý anh chị có nhiều cô bác quý anh chị hiểu nhầm á. Thì nói bé Oanh này kia. Nhưng mà bé là một bé rất ngây thơ. Nên khi mà cô bác quý anh chị có bình luận á thì hãy suy nghĩ thật kỹ. Là một cái đứa bé 8 tuổi thôi, không có ba và sống với mẹ, rất là ngoan luôn. Mà cô bác quý anh chị bình luận những cái lời á, nó cay đắng làm cho không hay. Thật ra trên đời này thì nói tốt không được thì thôi, thì cũng đừng nói, gieo khẩu nghiệp nó tội lắm. Cái đó là cái thứ nhất dành cho một cái đứa bé, em bé. Cái thứ hai là khi mà xem kênh của chị các anh Nguyễn cắt nhà cho chị Hiền, thì anh Nguyễn có quay lên thì thấy đồ đạc ở nhà của hai mẹ con á rất là nhiều luôn, vật dụng ở trong nhà rất là nhiều. Mà cô bác của anh chị cứ bình luận là nhà của chị Hiền đồ đạc sao nhiều quá, lũ khủ nhiều quá. Thì thưa cô bác của anh chị, nhà có 30 mét vuông à. Nhà của chị Hiền bán. Dạ để em nói cho. Nhà của chị Hiền á là hai mẹ con buôn bán, ngủ ở mái hiên ngoài chợ. Đồ thì chị là tiếc, chị là nhà cũng khó khăn nên tiếc đồ, nên cái vật dụng gì á xài không xài thì không có đem đi bán, mà để ở trong nhà làm của luôn là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là hai mẹ con không có dẹp dọn được, lý do là chị Hiền nè là một người mới bệnh rồi mới về rồi thiếu máu rồi đủ thứ hết á, không có nhiều người mạnh khỏe là không có ai đủ như bé này nè, bé Oanh nè, không có như là một cái thiếu nữ 15 hay 20 tuổi để mà có thể phụ mẹ dọn hết cái công việc đó. Mà bé Oanh chỉ dọn những cái việc nào mà bé làm được, tùy vào cái khả năng của bé. Thì chị á, thì em chia sẻ với chị là ta coi kênh của anh Nguyễn ta bình luận là vậy á, thì chị đừng có buồn. Và anh Nguyễn là người rất thương chị. Nếu như mà anh Nguyễn không thương chị ha, là anh Nguyễn là không có đến đây để mà chịu xây dựng ngôi nhà này. Chị đã coi như là chị nhỉ. Chị anh Nguyễn ảnh rất là thương chị và bé Oanh, thương với hỗ trợ cho hai mẹ con có căn nhà. Anh Nguyễn ảnh là người ảnh truyền đạt lại những cái bình luận họ người ta nói, người ta bình luận vô ảnh đọc có bình luận á. Chị biết bình luận không? Nhưng mà mấy cô kia đọc cho chị nghe hết trơn à. Đó thì người khác bình luận chứ đâu phải là anh Nguyễn. Chị hiểu không? Có nghĩa là người khác người ta bình luận vô, người mấy cô kia nói vậy thì chị nghe chị buồn anh Nguyễn, chị coi kênh anh Nguyễn chị buồn. Thật ra anh Nguyễn ảnh là người vô tội. Ảnh đâu có nói gì đâu. Đâu có nói gì chị đâu, giúp cho hai mẹ con bé Oanh. Có nghĩa là nói cho hai mẹ con nghe để hiểu, chị hiểu không? Cũng thông tin này á, cô bác của anh chị là mẹ mới gặp mẹ bé Oanh nó khóc là mọi người nói dọn nhà, không dọn nhà, đồ đạc gì lũ khủ lu bu á. Mẹ bé Oanh tưởng đâu anh Nguyễn truyền đạt lại. Nhưng mà cô bác của anh chị khi mà bình luận á, mình bình luận cho nó một cách tích cực nhất. Nếu như mà không giúp được á, thì hãy là người xem cho có một cách gọi là văn minh tí xíu. Đừng nên chửi ta, tại người ta không có đá động như mình hết á. Mình chửi thì nó sẽ mang một cái tội cho mình đó. Mà thậm chí là chị mẹ của bé Oanh đó, chị nói là chị dốt, chị không biết gì đó. Chị nói với mình vậy đó. Thì cô bác của anh chị á, những người ta hàng xóm, ta bình luận á, ta đọc bình luận đúng không chị? Người ta nói cho chị nghe, chị buồn đúng không? Đúng không? Không, người ta nói là giúp cho mẹ con của hai mẹ con bé Oanh, mấy khi này đọc lại là nói vậy đó. Ừ, có nghĩa là vậy đó. Là một lần nữa thì Bùi Hồ tha thiết cô bác của anh chị. Đây là hai mẹ con rất là đơn thân, rất là đáng thương. Và bé Oanh thì cũng có thể đọc được cái bình luận đó. Chẳng may thì đọc được cái bình luận tiêu cực thì bé Oanh là không chịu nổi cái áp lực á. Thì bé Oanh cũng rất là buồn đúng không con? Bình luận là cái gì vậy chú Bùi Hồ? Nó đọc được một cái là ảnh hưởng tâm lý liền. Nên mong cô bác của anh chị thông cảm một lần nữa, Bùi Hồ tha thiết khi mà cô bác của anh chị xem kênh của anh Nguyễn An Giang hay là kênh của Bùi Hồ á, thì công việc nào cũng vậy, cũng có cái sự sơ xuất, nó không có trọn vẹn hết tất cả. Và đôi khi lời nói của anh em á, trên clip á, nó cũng mộc mạc, đơn sơ lắm, nó không có qua quèo, không có qua một cái trường lớp nào gọi là dẫn chương trình hết á, hay là đạo diễn sẵn, nên có sao thì cứ nói vậy. Thì hãy cho những cái lời tốt đẹp,
cho nó tốt đẹp hơn trong công cuộc sống này. Và em an ủi chị lần nữa, anh Nguyễn rất là thương chị và tụi em cũng rất là thương mến cái hoàn cảnh của hai mẹ con. Mọi người cứ nói gì, nếu như mà mọi người có nói gì đó thì để cho tụi em gánh hết cho. Hết chưa? Chị kêu nước này cho Thảo uống đúng không? Đúng rồi. Cho em không? Có. Hết buồn em với Nguyễn uống, không ấy buồn người nghỉ uống á. Người uống đi, hết buồn rồi, chị kêu Nguyễn uống không? Đâu, cười lên coi. Thật ra thì cô bác anh chị thấy đó, bao nhiêu nỗi áp lực, nào bệnh hoạn, nào xây nhà cửa, nào ngủ ngoài sân á, khó khăn lắm. Nhưng mà cái nỗi khó khăn đó thì mọi người hãy cùng chung tay nhau để cho hai gia đình của bé có một cái mái ấm ổn định, tránh mưa tránh nắng là cái, có công việc làm ăn ổn định. Nhưng ba mấy ký mà bốn chứng bệnh nó nập, ai mà chịu đời cho nổi, mà tại người ta cắn răng chịu đựng thì mình bệnh mình biết. Thôi đừng kể nữa chị, vui chưa? Vui chưa? Cười đây. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh anh Nguyễn An Giang, kênh Bùi Hồ cũng như là kênh em Phong Bùi để cho nhà của bé Oanh với mẹ của mình có một ngôi nhà ổn định. Và một lần nữa thì cũng nói thật là chân thành cảm ơn anh Nguyễn An Giang đã đồng hành suốt cái hành trình để mà cùng với các anh thợ mà từ Đồng Tháp qua bên đây đó để xây ngôi nhà cho hai mẹ con. Anh thì công việc cũng rất là nhiều nhưng mà ngày nào anh cũng chạy xuống đây ngày hai bữa để coi thợ làm, để tâm sự nói chuyện cho vui. Thì cũng rất mong là khi mà cô bác quý anh chị xem video clip này đó thì thông cảm cho hoàn cảnh của hai mẹ con độc thân, cũng thương cho hai mẹ con và cũng luôn đồng hành cùng kênh với anh Nguyễn An Giang và để cập nhật cái tình hình xây ngôi nhà của mẹ bé Oanh là như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ha.